Hôm nay chiều cao Hà Lĩnh bắt đầu lắp kính vào lên cầu kính. Làm khoảng mấy ngày là xong các bác? Tuần nữa. Kính này đi nó đỡ trơn nhỉ? Nó không trơn như. View trên chiều cao ở trên cầu kính. Đây này chiều cao Hà Lĩnh bắt đầu lắp kính trên cầu kính. Ha ha ha.